Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Phường Thường Thạnh, quận Cá Răng vừa ra mắt Tổ Y tế chăm sóc nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng. Tổ Y tế chăm sóc nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng Phường Thường Thạnh với nhiệm vụ quản lý chăm sóc sức khỏe nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn tại gia đình. Sau khi thành lập, Tổ sẽ phối hợp cùng Trạm Y tế Phường Hội Chữ Thập Đỏ Phường tham mưu quỹ ban nhân dân phường thường thạnh tăng cường công tác tuyên truyền nắm thông tin hướng dẫn chăm sóc sức khỏe nạn nhân tại nhà đồng thời hỗ trợ nạn nhân và gia đình sơ cấp cứu chuyển tuyến kịp thời đối với trường hợp vượt quá khả năng điều trị của tuyến y tế cơ sở qua đó kịp thời quan tâm chăm sóc giúp đỡ đối tượng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường vượt qua khó khăn dương lên trong cuộc sống